Ok, cơm mình nấu mùa hôm qua. Gà lòng đỏ vào. Mà xá vô. Chảo đấy. Dầu vào. Cơm vào. Sao không nếm cho nó thiệt thôi. Nửa muỗng hạt nếm là nửa muỗng muối vào. Dầu màu. Điều vào thêm nữa. Cho vàng lên chỉ nữa. Nếu quá. Ngon cơm. Đây là bò bít tết của mình đó. Trong khoảng 2 phút chờ khóa. Ok ba con ơi, đây là hôm nay là môi bọng đang làm một món đang dẫn cho và môi bọng này sau chữ là big stick hai loại chấm mùi hạt xanh vì teriyaki cơm chiên trứng teri vì một dĩa bắp đó đơn giản đó rồi vừa thích mang thêm là bỏ được xì dầu vô chả dầu mà chảy được nhiều. Ngon chứ, cơm hấp dẫn chứ. Chắc mượn ăn được ở đây. Ăn được không? Không biết. Nó kìa. Vừa thử cái bí đi. Tiêu ở trong đó. Ừ, mong tiêu. Ừ. Em để cho, em để cho. No, 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 đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ăn đi, ăn đi. Thơm bắp là ăn. Bắp ngọt. Béo lắm. Đó. Cơm khỏi luôn. Ừ, cả khỏi luôn hả? Ngon. Do khi có lửa lửa mạnh như á là có nghe mùi khỏi tông gia là không có do tông gia là Em biết bị rồi do tông gia bị hơi yếu á. Yếu. Phải lửa phải to gì phải không? Thấy Ngon dữ. không? Rồi ăn. Này bò. Thịt bò này là không mềm bằng filet mignon bà con ngon đấy. Lâu rồi vừa mới bận về ông mới bận nó đi buffet ăn rồi là cho ăn hai nghe hai vị mình ăn đi thế nào tắt ngang đi đi cho ngang đi đi mình tưởng được ăn nhiều và vừa khác mình dễ lại mình là ăn sushi đồ ít thôi mình kêu thịt bò mình ăn tại chi đặt thêm lần này này không một người ăn được hai miếng thôi tội nghiệp. Ngon. Mềm không? Không mềm vỡ, không mềm bằng filet mignon vỡ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là miệng của New York Strip. Ngon. Thì là vợ mà bọn đang ăn chắc thế do mà bạn ăn rồi. Chúng mà vừa bạn ăn chắc đấy. Rồi mà bạn ăn bên trái ạ. Hai người chia ra. Và tuần sau là đổi là một bọn ăn bên kinh Việt Nam vừa một bọn ăn bên kinh Tây á. Ngon dữ. Thơm không? Cơm thơm em. Ngon dữ. Và khác có Công hành nhận lá, bỏ hành lá nó luôn. dùng được nó ấy. Thích Mình thích cái vị đó. bình thường lắm phải không? Nó siêu vô thế. Nó thịt trắng lắm. Rồi mà bọn đang cơm chiên xào chiên cho vợ là không biết là vợ thích gì là Đơn giản. cột rớt đầu đô là vợ không thích tự vợ thích và đơn giản mới là ngon nhất Giữa thôi. có ăn được mà dùng thích ăn đồ đơn giản cho đi hết sao được về đâu thì sao ok đó chả đâu không ok ngon Mời quản nhiều chứ. xuất sắc mua bắp bẹ quá thêm Em thử bắp đó, ngọt đấy. là ăn như thế hạnh phúc Ừ. đồng đó hạnh phúc hết rồi
Rơm cỏ rắn nã rau ăn vì mẹ. Hạnh phúc là cỏ trong nọ ăn. Hạnh phúc là cỏ vừa ăn đồ ăn cỏ trong nấu. Ngọt. Ngọt á. Ngọt mà mềm lắm, nón á. Ngon. Ngọt ấy. He mà he là ngọt. Ăn mụn đã. Mụn đã. Mụn đã không ạ. Rồi, hai vợ chồng mày đâu, mày cảm xong. Cái chứ sợ đã, do ông đã thêm mừng dạ uống. Cho sợ cảm lại. Chờ tuần sau tuần nữa là uống lại. Khi nào về Costco là gặp mẹ mù tấy ăn kém to bù chạc nhưng hấp dẫn làm. Nghe nặng ký ký nữa. Ký to nữa. Thịt bơ tặng mỡ xanh. Vô chị em nghe. Cơm rể ngon hết. Lâu rồi làm vừa mới bỏng ăn kiểu nghĩ là không được và ăn chập và quén rồi ăn chụm miếng. Cái lý là bên Việt Nam là mắc làm, bên Ý là rẻ vậy sợ. Một hộp to là chắc 10 đồng thôi. Một hộp to lắm. Với bạn biết đâu rồi bên Việt Nam mua chắc chân lý ổ ít hơn. Chắc một cái hộp gì đó có vừa ní 5-6-8 ngàn rồi gì sợ. Nó ngọt băng nữa. Bên đi giúp tay về thêm cherry đô ngọt dịu vì rẻ. Hộp này chắc mấy mấy đông lắm. Khi mua về Việt Nam, khi mua về Việt Nam đặt đồ đi về bán, có ai mua không? Chắc lên về là mình cũng sắp tay mày. Sắp tay vô tay vị cherry. Mà phải tại mua he hẳn ngọt. Bất nhiên mua đống đô là hẳn ngon băng. Dê hậu đô lắm. Dê hậu là to lắm. Một tỷ chắc 6-7-8 cân nặng bớn ngủ lắm. Đây, phải cắt ra. Cộc mời đi cắt ra cho chia sẻ đi. Rồi ăn một cục thịt này cạnh nước nhau mà nó càng béo. Ngon. Phải sợi vừa ok. Vừa ngon. Phải sợi là ăn bên chỗ là ăn ngon được nó phải. Ngon lắm. Có đồ mọc nhất á. Ở đây nè. Ở đây chịu nhiều. Đây chịu ít. Em có ăn được nữa. Thế là ăn được nhỉ. Thế là ăn được nhỉ. Nó chưa ăn nữa. Nghĩ được. Vậy mà mình nghĩ được là ăn cặp quá rồi. Ừ. Mềm. Mềm. Phải ăn đỏ chứ đi. Có gì đâu sắc nhỉ. Vì thế ăn tải ăn khô, khô răng, nụt không được luôn. Sợ. Sợ.
Rồi hai loại, không có bao giờ sợ nhất hai loại. Một loại rau, một loại thịt bò chín dưa. Có ăn mạnh. Chưa, chứ ăn là Spanish rất là ngon. Ngon hả? Phần ngọt cánh dần nữa. Ôi, mô bẩm tôi chứ. Lần đầu cặp làm tắp cái tắp cuộn rồi. Bên cỏ bên xuống. Đang làm. Cuộn tắp. Sấy tắp. Sấy tắp. Đang làm, đang sấy tắp của mô bẩm đi. Sống chết rồi ăn. Nói vừa mô bẩm đang đợi nữa. Thôi, ôm mô bẩm phải chạy đến kêu. Còn cơm luôn nè, cơm bên cháo. Còn nhiều. Chắc mai ăn. Để mai. Mê lắm. Lô Rồi Quang chưa bao giờ biết phải phải cha. Cha thì tận lông đỏ vô á. Trong rồi cơm ra. Rồi lại đi thằng thơm rồi. Béo. Béo. Giòn nè. Dai dai. Như thế vừa làm không quán bật tiệc mà khi khi nấu kiểu nữa thì chuyên nghiệp không phải đó. Yêu thích nhất là cơm chiên nào và mê nhất khi nào về club á, vậy sẽ về club đặt đồ ăn đến có cơm chiên á là món ăn mê nhất phản dầu club đó. Tôi quá nhiều à? Tức là vô dạy. À vô dạy à? Thoát thoát là câu gì? Club. Club, à club đó. Mày đi phản vô. Thì là câu phản vô club. Em đi thoát thoát mà em biết sao anh nó mạnh. Nếu còn ngay là đi á. Em biết sao anh thịt đó. Và đặt hai cơm, hai dìa cơm chiên vậy á. Cột hai cái. Cột hai dìa cơm chiên. Do á. Thịt ghê vô đỏ là tham dầu. Vừa bố bảo không dầu thì vừa bố bảo ăn. Phải không? Ai về không ăn. Kêu ăn đâu bố bảo định ăn thôi. Nói gì nè. Ai mà dầu. Người dầu không lại ăn chứ. Rộm. Vô lỡ là uống kinh giấc á, là cực kỳ. Mắc. Uống như xe hít. Bình thường là ra mấy cái quán dầu này là phải mắc kiểu này. Cũng mắc đó. Mà không biết sao là cái mê mua. Mà cái gì tới cái ngón. Do thằng ra thằng lạnh, ăn vô thằng ngọt, thằng ngón. Thiệt ngón. Không biết sao. Quán ta cái nào, quán quán karaoke là có về tới cây ngón nè đi lúc mẹ quán rồi hả? Mỹ rồi ăn bông mùa ăn thêm đó anh uống bia khi mình ăn bì khạp với thêm xanh ngọt ngọt bây giờ ăn vô mạc nữa kiểu thêm thêm mà mua 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 bắt để khi tự tiên một nhiều từ Mỹ xịu không có gì luôn. Mày lặt với hậu ba lặt cam ba bốn tỷ do tạo vài tỷ chân nữa mày thiệt với ngon hậu. Thiệt ngon mát là ngọt bực hạt em cắt em bực hạt dầu là làm một dừa tay cây gọi ướp là ướp ướp đá gọi ướp đá xỉu khi mà nó kiểu mới về là phải ướp cắt buổi sáng nó bực ốc ra và tôi làm đi vô rồi có một giờ tới cái đặc biệt không? Khi đi về là phải hai giờ cơm chiên. Em nói một giờ mà hai giờ một giờ chắc cái cơm tèo Mỹ ít hơn miếng nữa ít dừa chắc hai chén cho hai chén
Ngọt chưa? Chưa đâu. Còn khổ lên luôn à? Ngon lắm. Trên nó. Rồi sẵn khi mà ăn beo à? Ăn beo. Bà gì vậy bệnh viên? Bà gì vậy tối vậy? Nó. Nè. Dì rượu. Con dữ nè. Ờ. Anh làm hai gì em ăn dì rượu đó con? Anh làm xào khay à. Xào khay bên beo. Xào khay bên chất đá. Chất đá là hai dì ạ. Bún tung tung. Một khay là mấy cái? Một khay là chắc 20 hoặc 15 cái. Chắc 20. Ừ. Bởi quán bỏ hai khay trong một dì á. Là 500 tỷ. Ừ. Ăn à, chết được, tôi được con. Ừ, sao tầm để khoảng 20 kẻ vậy? Dọn mẹ. Ừ. Chắc 20-20 kẻ. Xong một kia là 40 kẻ. Là mày, mày khái. Hai khái. Vì hai khái 40 kẻ mẹ. Ừ. Cho mày ăn 60 kẻ mẹ. Ừ. Mà đồ mỏng nó ăn, đồ dây là không thọng. Ừ. Xong thì có đồ nửa mỏng nửa dây á. Ừ. Cái nửa mỏng nó thấm nửa dây là phải ăn thêm kẹp thêm tôm. Cặp thêm tôm thì ngọt mặn lắm. Ừ. Em giật một lần ra để tôm thêm nữa. Dị sợ. Dị sợ không bà? Có dị sợ không thiệt. Đúng rồi. Anh tận gì? Thơm gì? Cặp anh bỏ dưa vô ngón. Ừ. Đi tài khoản là 15 đúng không? Ừ. Đó. Cái bọn cái bởi đi. Ừ. 15 sợ đúng không? Ừ. Mày lặng làm bẹo dùng mình. Thế mình bỏ vô tỉnh á. Không muốn lơi á, bỏ vô vô. Ừ, đúng. Chịu chưa? Ừ. Khoan hỏi vừa đang thêm nhiều nhất bát thịt bò và còn là cổ lại chiên cơm nữa biết không? Không cái việc cũng có bạn hỏi nó bọn ăn pizza không này. À pizza nó bọn ăn được cũng được đòi xuống nấu rồi là bóc ra lấp luôn. Khi nào dùng kẹp kẹp cho thằng đẹp á và cắt bổ vậy cắt bổ và có ăn hiện người còn một miệng ngón à, và ngón ăn đi dùng 6-7-8 người được bộ miệng à, ăn ai gì nữa bắt sữa ai gọi bắt ra sữa ngon chưa ngon còn muốn ăn ngọt ngọt giờ thôi đi ra thằng cho mình miệng thế là mình tham thế nữa mình thấy ngon gì đó. Lấy một miếng, nha. Cắt bộ miếng. Nó ăn dai hơn xỉ. Ừ. Thẳng này là thẳng ăn bắp. Ừ, thẳng này thẳng tay cây luôn. Ừ, thẳng cây luôn. Nhiều lắm. Thẳng tuyệt. Hai vợ chồng mua sáu, 6-7 cái dưa hấu. Ừ. Được một cái ngọt ha. Có ngoài lạc thử chắc chơi tuần nữa là mua dưa hậu lại giống có chỗ bỏ chắc ngọt lắm chắc mà mua được thôi nó đi nó đi á đúng mua kể chắc ăn về ăn thì pha ra đây hai đây đầu tiên của ông mới bỏ chắc ngày này đi Costco đỏ về sân bay bỏ họ làm kịp không à không được bỏ mấy cái hồ bơ anh vui không? Vui. Không sao em họp. Friday. Ừ. First Friday. First Friday. Thiệt, First Friday là thầy vợ con mừng thì
Trông mơn ha, chờ đợi ha. Trông không cần gì hết. Hiểu. Mua gì nữa? Đừng mua gì á. Còn mua gì? Nhà mua thêm đồ cho chắc môi bọng hay là trực da tiếp. Ok lắm. Hạnh phúc. Hạnh phúc về con. Dùng tiền rồi anh. Tặng ông bọng, môi bọng một quà. Một quà môi bọng mê nhất. Cái gì? Mê gì? Coi cái phong này nghe đủ rồi. Đồng hồ. Ê, đừng mua đồng hồ. Em nói vô tiền liền. Đừng mua nhiều tiền lắm. Nè. Không, đừng mua. Uổng tiền. Anh mắng. Mua Apple Watch mặc luôn. Không làm. Biết mua bằng mặt kia. Đồng hồ không có pin. Đừng mua hết pin. Mà bạn mặc cái này đồng hồ cũng có pin vào được đi sửa mãi không sửa mình hai giờ mãi xuống coi mình hai giờ mãi họ hỏi mấy giờ vào xuống coi mình hai giờ không đừng mua uổng tiền còn hai đồng hồ cuối. Một cái không có pin. Một cái con năm đỏ. Mình nói em có thể. À Apple quán. Apple quán. Khi mặc đồng hồ hỏi vợ mấy giờ. Đeo đâm chuyện nè. Đeo đi đi một cái pin. Đi mua một đeo về. Xong đồng hồ cũng cài pin. Để khi đi với thằng gì này lấy dữ. Mang đem theo. Có chưa để nữa đâu. Đừng mua của tiền. Mà cái này nó phải mua đâu, mua phải đi tới quảng phí. Bởi đừng mua. Đừng dùng tiền nha. Mẹ con hạnh phúc rồi. Chân hạnh phúc rồi. Của mẹ ha. Rồi ăn hả? Ăn xích đó. Đúng. Rồi ăn hả? Ăn xích. Thì anh không thích. Dùng tiền là nên mua trong chiếc xe. Bởi vì mua bóng mà mua cho đồ con chi ghế ngôi bấm hơi á. Để chi cho ngôi vô ngôi bóng mà bóng để đi dùng chiếc xe luôn. Chứ là chứ còn yêu bầu có cái ghế để ngôi là đôi đã để đi cười vì dùng lãng xe luôn. Ba tên lắm. Không thích ngôi nè. Phải đầy. Đầy quá cái gương nó do một cười.